Câu chuyện của người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Hằng tuần trước ít nhiều nhắc nhở chúng ta về số phận của một người mẹ đơn thân khác trong nhà chung hành trình lột xác mùa năm. Cô gái chỉ có nửa khuôn mặt Phạm Thị Diệu Thúy, cùng mang trong mình những ám ảnh dằn vặt về bản thân, sẵn sàng nhận lấy những đau thương về mình, chỉ mong những đứa con lớn lên được thoải mái mà không mảy may bất cứ nỗi tự ti nào về người mẹ của chúng. Câu chuyện của Thúy đã có hồi kết đẹp. Còn Hằng, liệu lời hát quan họ mang nhiều tâm tư, thổn thức của cô có thể một lần được giải bày trên sân khấu của hành trình lột xác mùa năm? Liệu những đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần của 4 tháng xa cách với hai con nhỏ có được đền đáp? Mảnh vòm của bạn ấy được tách ra là 3-4 mảnh khác nhau. Liệu những bức ảnh đầu tiên của ba mẹ con sẽ ẩn hiện đâu đó, nụ cười hay nước mắt? Dõi chương trình Hành trình lột xác mùa năm. Đây là chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam về phẫu thuật thẩm mỹ. Và cứ mỗi một chương trình đến, chúng ta sẽ được chứng kiến một màn lột xác thật ngoạn mục của các thí sinh tham gia chương trình. Và ngày hôm nay, thí sinh đó là ai? Đó là cô gái có cái tên đẹp như mặt trăng, Nguyễn Thị Hằng. Cô ấy thật sự chỉ muốn là cùng hai cháu bé nhà mình, hai thiên thần nhỏ có thể chụp một tấm ảnh hoàn chỉnh của ba mẹ con. Và để có thể tự tin đi khoe với mọi người rằng tôi là mẹ của hai đứa trẻ xinh xắn này. Và ước mơ đó có thực hiện được hay không và thực hiện được đến mức độ nào thì chúng ta sẽ gặp gỡ với sự lột xác ngoạn mục của bạn Hằng ngay sau đây. Nhưng trước đó chúng ta hãy cùng gặp gỡ với những vị bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình suốt từ những giây phút đầu tiên cho đến giờ. Trân trọng xin được giới thiệu bác sĩ Richard Huy. Xin được chào đón bác sĩ Charlie Trần. Và cuối cùng cô gái xinh đẹp bác sĩ Anna Lê. Xin cảm ơn các bác sĩ rất nhiều và chắc chắn là các bác sĩ dù là người đã tiếp cận với các bạn trong 4 tháng vừa qua và biết kết quả rồi, nhưng chắc chắn mọi người cũng đang rất hồi hộp vì trên sân khấu này sẽ là khoảnh khắc được mong đợi nhất. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh đầu tiên của Nguyễn Thị Hằng nhé. Muôn mộng nhớ cũng có muôn ngầu, muôn nhau nhớ cũng có nỗi nầu. Buồn nhẫn nô là lòng tay chứ em sầu về. Nếu mà em được thay đổi, được phẫu thuật thì em nhiều lòng tin em sẽ về, sẽ mặc bộ quần áo con họ, cầm lón quay thao, nội khăn mỏ quạ và hát cho tất cả mọi người cùng nghe làn quan điệu dân ca con họ Bắc Ninh. Và em sẽ đưa con em đi chơi mà em không cần phải đeo khẩu trang nữa. Con cũng thiệt thòi lắm, bởi vì là mẹ mình như này đi chơi thì mẹ không dám bỏ khẩu trang nữa, mẹ không dám bỏ khẩu trang. Các con giật khẩu trang ra thì em lại kéo lên, bởi vì em sợ mọi người thấy, nên là đi chơi với các con không ba mẹ con không có một tấm ảnh nào cả. Không, ba lại muốn pháo cũng là đấy. Chắc chắn là em nhận rất là nhiều con là bố mẹ. Ừ, chứ bố mẹ. À, xin giống mẹ. Thế á? Thế mẹ xinh xinh như nào? Xinh xinh nhiều như nào? Như nào? Như thế á? Vợ chồng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì căn bản là cháu nó còn bé. Cháu thì ngủ với mẹ, thỉnh thoảng bây giờ đang cho ngủ với bà cho quen. Tôi cứ thôi động viên nhau, mình thôi cứ vượt qua, cố gắng để cho con nó, mình không đủ tiền cho con chữa chạy chữa thì thôi mình giúp đỡ con những cái lúc khó khăn.
Bởi em sợ là khi mà mổ xong ấy là sẽ đau, không biết là sức chịu đựng của mình có thể vượt qua được cái nỗi đau đấy không. Cháu bao nhiêu tuổi em nhỉ? Cháu 20. Từ cũng quá trẻ, họ cứ nghĩ là bình thường. Điểm số âm thì thế nào? Thì giờ cháu vẫn hồi hộp đúng không? Vẫn hơi lo lo luôn. Cháu hít sâu tại cháu đúng không? Mà cháu tỉnh thì mổ xong rồi. Thì người rất xinh đẹp, cũng thế gì nhé. Và lúc cháu ngủ không biết gì cả. Yên tâm nhé. Châu thì mẹ không đã mở khẩu trang đâu. Mẹ không đã mở khẩu trang. Các con giật khẩu trang ra thì em lại kéo lên. Bởi vì em sợ mọi người thấy. Nên là đi chơi với các con không ba mẹ con không có một tấm ảnh nào cả. Để gọi là lưu giữ là ba mẹ con đi chơi những trò này, đi chơi ở đâu chẳng hạn. Ba mẹ con không có một tấm ảnh nào cả. Có những nguyện ước tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng phải trải qua cả một quá trình tranh đấu để chạm tới. Và có lẽ chỉ còn cách một giấc ngủ sâu nữa thôi, nỗ lực ấy của Nguyễn Thị Hằng sẽ được đền đáp xứng đáng. Yêu thương được trao đi và nhận lại đều sẽ vẹn tròn. Cuộc phẫu thuật đầu tiên nó giống như là một cái cuộc phẫu thuật lớn nhất, cuộc đại phẫu lớn nhất của Hằng. Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật chỉnh hàm trên, chỉnh hàm dưới, rồi ghép xương, rồi vá vòm, rồi chỉnh hình cằm, rồi chỉnh lại cái tương quan về khớp cắn. Rất nhiều những thứ việc mà sẽ phải phẫu thuật trong lần đầu tiên. Mở cái này rồi nhé. Rồi, cơ luôn, cơ luôn. Thì cái mổ của chúng tôi đã lấy xương chậu. Cái xương chậu này sẽ dùng để ghép vào cái xương hàm trên này. Vạch ra chỉ đấy. Bây giờ thì tôi đang bắt đầu cố định cái xương hàm dưới về cái vị trí mà mong muốn theo đúng kế hoạch. Đó, cho cái Kelly lên cái mũi này. Bên kia xong rồi đẩy cái... Cho cái đầu giường nó cao lên tí, em ơi. Cái đầu bàn cao lên tí. Sau khi ghép xương chậu xong thì chúng tôi bắt đầu tiến hành phẫu thuật những cái phần còn lại. Chúng tôi đã phẫu thuật cái phần hàm dưới, đưa cái hàm dưới lùi lại. Rồi sau đó thì chỉnh hình cái phần cằm. Ok, được rồi. Cưa đây. Mấy cái dây này là cái buộc lại cho anh cái em. Trẻ dọc cái xương của hàm dưới để thực hiện cái việc mà lùi cái xương hàm dưới. Thì đây là một trong những bước đầu tiên của cái quy trình phẫu thuật hàm. Con ơi, cho anh cái bi đan đen. Tôi chuẩn bị hàm. Sau khi đưa cái xương hàm dưới về vị trí đó, tôi sử dụng cái máng hướng dẫn. Đây là cái loại máng hướng dẫn để mà cố định cái xương hàm dưới được thiết kế trên quy trình in 3D. Chúng tôi đã được tính toán toàn bộ cái kế hoạch phẫu thuật trên 3D. Và cái dự kiến của xương hàm dưới nó nằm ở vị trí nào, chúng tôi sẽ dùng cái máng hướng dẫn này sẽ đặt nó ở vị trí đó. Sau khi nó định vị được cái xương hàm ở vị trí như mong muốn như thế này thì chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành cái việc mà sử dụng cái vít cố định vào cái xương hàm. Chỉnh hình hàm mặt đã là một trong những phẫu thuật phức tạp rồi, mà chỉnh hình hàm mặt trên những bạn trẻ bị khe hở môi vòm khó hơn rất nhiều. Đặc biệt là những cái trường hợp mà khe hở hai bên có cái khe hở vòm rất là rộng. Tương tự như bạn Hằng thì khó gấp đôi so với những cái trường hợp khe hở một bên. Có cái bản nó giữ cố định. Đang phải đóng vòm đây, chọn cái khâu khó nhất. Đóng lại cái vòm. Đấy, gần như đấy. Cái kết quả vá vòm lúc nhỏ của bạn ấy không đạt được kết quả một cách tối ưu. Cho nên là bạn ấy thường xuyên là ăn uống bằng nước sặc hoặc là cái thức ăn nó chui lên phía trên mũi. Và chúng tôi rất là vất vả trong cái khâu mà vá vòm của bạn. Cái mảnh vòm của bạn ấy được tách ra là 3-4 mảnh khác nhau. Để mà vá được, chúng tôi phải bóc tách bộc lộ và chúng tôi che phủ và vá từng chút xíu. Sau đó thì vá cái phần nền mũi nữa. Hai cái phần chúng tôi vá xong đó thì cái thời gian đó đã kéo dài mất khoảng 2 tiếng đồng hồ cho cái phần vá vòm rồi. Nhưng kết quả cuối cùng chúng tôi đã đóng kín được phần vòm. Và cả ekip mổ đã rất là vui sau khi mà đã hoàn thành được xong phần vá vòm. Coi như là đã hoàn thành được 50% của cái phần phẫu thuật chỉnh hình, cái phần hàm mặt.
thường vào buổi sáng khi mà thức dậy ấy, để giúp nâng cao sức khỏe, để bước vào cái hành trình giải phẫu này để nộp các bạn mình mà có thân thể thật là nóng lòng. Chưa biết việc tập thể dục đều đặn có giúp Hằng đạt được thân hình nóng bỏng đúng như cách mà cô chia sẻ rất hài hước thế này hay không. Nhưng ít nhất, rất có thể đó là lý do để Hằng có màn hồi sức thần tốc ngay sau 2 ngày phẫu thuật và nhanh chóng có màn đi chào hỏi, thầm nơm các đồng đội trong nhà chung một cách nhiệt tình. Ăn được nhiều chưa? Hy vọng Hằng sẽ giữ được sức mạnh, sự dẻo dai và tinh thần lạc quan đó vào đêm tỏa sáng của mình. Chào con. Con có nhận ra mẹ không? Hình của mẹ phải không? Con có nhớ mẹ không? Có. Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều. Mày con có muốn gặp mẹ bây giờ không? Bây giờ con kêu mẹ ơi đi là mẹ sẽ xuất hiện liền. Kêu mẹ ơi nha. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Hằng ơi, em có nghe thấy không? Bây giờ là lúc em sẽ tỏa sáng nè. Thật xinh đẹp. Và hát trọn vẹn ca khúc quan họ mà em yêu thích. Phương có biết rằng trong cánh gà, mặc dù 4 tháng không được gặp con, nghe tiếng con như thế thì chắc là mình muốn tan chảy ra, mình chỉ muốn chạy ra gặp con thôi. Nhưng mà bạn ấy rất là mạnh mẽ, bạn ấy tự nói với lòng mình rằng là từ từ rồi mẹ con mình sẽ gặp nhau thôi. Đó cũng là một nét nhỏ thôi nhưng cũng cho thấy được bạn ấy là một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sân khấu Nguyễn Thị Hằng. Chúng tôi rất bất ngờ với cái tài năng của bạn ấy. Một cái tài năng mà được giấu đi, không được thể hiện khi bạn ấy chưa tham gia chương trình. Và ngày hôm nay bạn tự tin tỏa sáng để mà thể hiện cái bài hát. Tiết mục này thì hát thì em cũng tập luyện từ rất lâu rồi. Còn khớp với các anh chị vũ công thì mới được chỉ có 2 buổi thôi. Nhưng mà cái điều mà khiến em lo lắng nhất trong cái tiết mục này là cái lúc mà thời gian để mà em thay đồ từ quan họ sang cái đầm dạ hội như trong vòng tích tắc thôi. Em lo là sẽ không kịp ấy ạ. Thank you.
bạn ấy sải bước ở trên cái sân khấu đó thì Phương lại càng tin hơn rằng là đây là một điều rất đúng đắn khi chương trình trao cho bạn cái tấm vé này để bạn có cơ hội được làm chủ cuộc đời của mình. Phương tin là bạn ấy sẽ tạo ra được rất nhiều điều tốt đẹp cho chính bản thân mình và cho hai cô con gái xinh đẹp của bạn. Cảm xúc chỉ muốn ôm con òa lên để khóc là thật to. Con cũng thế mà mẹ cũng thế, cả nhà đều thế thôi ạ. Cái niềm hạnh phúc dâng tràn. Từ khi mà sinh ra đến giờ em chưa bao giờ mặc đẹp như thế này trước mặt con ấy. Nên là bé chắc sẽ rất thích. Hỏi cho mọi chị ơi, hỏi hai bé, hỏi hai bé trước ai đấy? Phương Linh, Ngọc Anh. Ai đấy? Ai đấy? Mẹ Hằng. Mẹ Hằng ơi, nhận à? Nhận ra mẹ. Lên ôm mẹ đi. Đi lên ôm mẹ. Bảo nhớ mẹ mà. Ôi trời ơi. Hằng ơi, Hằng làm được rồi. Tỉnh. Sau gần 4 tháng, người mà em nhớ nhất chính là hai con của em. Bởi vì trước khi đi em cũng trăn trở rằng là liệu rằng hai con ở nhà có ngoan không? Đặc biệt là sức khỏe của hai bé. Sợ là hai bé ốm đau thì mệt lắm. Trẻ con ốm thì rất là vất vả. Mà lại lo lắng nữa. Và hai con em cũng chính là động lực của em để trải qua những các cái cuộc phẫu thuật mà nhiều đau đớn đấy. Ôi con nhớ mẹ, con nhìn mẹ con xúc động. Trước khi bước vào cái buổi trình diễn của mình ấy, thì em nghe có tiếng gọi của con em ấy, gọi hai câu mẹ ơi mà em không dám trả lời. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gần 4 tháng em không được nghe câu mẹ ơi của các con em. Và thật sự lúc đấy rất là muốn trả lời nhưng mà chỉ lá lại một chút nữa thôi là mẹ con mình đã sẽ được gặp nhau. Dường như là bé vẫn chưa nhận ra. Linh ơi, mẹ đấy. Hỏi bà ngoại đi. Mẹ mà. Gọi không gì cả, mãi dần bé mới nhìn em. Nên là vui vì mình thay đổi. Mà con không nhận ra, đương nhiên rất là vui rồi bởi vì mình thay đổi mà. Buồn là nó không nhận ra mình nhưng mà không phải sao, dần sẽ quen thôi. Phải quen với cái gương mặt xinh đẹp của mẹ bây giờ chứ. Hằng ơi, em tiến lên hai bước được không? Em nhìn qua bên trái. Đây là em của ngày xưa. Còn bây giờ là em của hôm nay và sau này nữa. Em có thích diện mạo mới của mình không? Em rất thích diện mạo mới này của mình. Dạ. Bố thấy Hằng hôm nay như thế nào ạ? Nói chung là tôi cảm thấy hôm nay là quá bức xúc. Vì con tôi không nhận. Không nhận ra ạ? Không nhận ra nhưng mà bố thích cái diện mạo mới này của con không? Có, cảm thấy cũng xúc động. Tại vì là mình rất là mình không nhận được. Cho nên rằng là tôi thì cũng tâm sự nhờ cái hành trình đột xác này để làm cho cháu, để cho cháu toại nguyện. Bây giờ thì nhìn con gái mình rất là xinh, em rất là hạnh phúc. Nhìn con gái mình bây giờ rất là khác, hạnh phúc. Không thể nói, không tả được. Bây giờ thấy con xinh thế, mẹ thấy con giống mẹ hay giống bố hơn? Giống bố hơn. Khi mà em vào nhà chung trong vòng 4 tháng đấy thì cái người mà em gửi gắm tất cả các cái niềm tin rồi là bố và mẹ của em.
người thay em để chăm sóc các con của em. Nên là em muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ của em. Là con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Nếu không có bố mẹ hỗ trợ và giúp đỡ con thì con sẽ không có ngày tỏa sáng như ngày hôm nay. Bây giờ là vừa nhờ cái diện mạo mình thay đổi này, tiếng hát của mình cũng hay hơn này, thì bây giờ mình phải gặp nói chuyện với những người tạo ra kỳ tích này. Chắc em xin mời các bác sĩ đến gần đây chiêm ngưỡng tác phẩm của mình gần bác hơn. Bác sĩ Richard, bác sĩ Annie. Đây là một tác phẩm đẹp của ekip các bác sĩ trong chương trình Hành Trình Lột Xác. Dr. Charlie, với trường hợp này thì không biết là anh còn nhớ là cái kỷ niệm mà chúng ta đã phải rất là trăn trở khi quyết định lựa chọn bạn ấy vào trong chương trình Hành Trình Lột Xác. Những người như bạn Hằng này là dị tật khe hở môi, vòm miệng bẩm sinh, và cái biến dạng mũi, cánh mũi và đầu mũi như thế cũng đã để can thiệp riêng về chuyện đấy cũng đã quá khó rồi. Càng ngày các thí sinh đến với chúng ta càng khó hơn, chứng tỏ là họ đã gửi gắm niềm tin cho Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam của chúng ta cũng như chương trình Hành Trình Lột Xác. Dr. Andy, Dr. có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái trải nghiệm và những cái kỷ niệm mà khi cùng tham gia cái ekip để mà phẫu thuật cho bạn Hằng như thế nào không? Trường hợp của bạn Hằng là một trường hợp khe hở môi toàn bộ hai bên. Thì trong cái mục tiêu phẫu thuật của Hằng, chúng tôi đặt ra ba cái mục tiêu lớn. Đó là về mặt chức năng, thẩm mỹ và tính ổn định. Thì các bạn có thể thấy được rằng là với cái sự sai hình xương, tức là sự bất cân xứng xương của xương hàm trên và xương hàm dưới trước lúc phẫu thuật là rất là lớn. Và trong một thời gian ngắn, chỉ có 4 tháng thôi, cái áp lực về thời gian cũng như là áp lực về những cái kỹ thuật thách thức đặt lên toàn bộ cái ekip chuyên môn của chúng tôi. Và xuyên suốt cái quá trình đó là chúng tôi lúc nào cũng đặt cái vấn đề là chức năng và ổn định lên hàng đầu. Mong rằng là sau khi tham gia chương trình, bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người. Cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi toàn diện, một sự thay đổi mà từ phần hàm này, phần môi này, phần mũi này, và đôi mắt này, và nụ cười này, và cuối cùng là gì ạ? Là tâm hồn, là sự tự tin khi tôi nhìn thấy bạn đi catwalk ở trên sân khấu này. Đấy, mọi người hãy cổ vũ cho Hằng một tràng pháo tay để bạn tự tin hơn nữa trong cuộc sống. Với cái diện mạo mới này, em bây giờ Hằng của hiện tại rất là tự tin ạ. Và em muốn là sau khi ra khỏi nhà trường, em sẽ học thêm một lớp kế toán để bổ trợ cho công việc sau này, tìm một công việc tốt hơn để cho ba mẹ con có cuộc sống tươi hơn. Và có thể là em cũng sẽ học thêm một ngôn ngữ gì đấy để bổ trợ cho công việc của mình. Em hãy thực hiện cái ước mơ của em ấy. Ngay sau khi mà kết thúc ở trên sân khấu này, hãy ngay lập tức chụp ảnh với các con của em. Đấy, tự tin để tỏa sáng trong cái cuộc đời của mình, để thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình, đúng không ạ? Cảm ơn các bác sĩ, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng mà có một vấn đề, bây giờ bé vẫn chưa nhận ra mẹ luôn. Hằng có lo là sau hôm nay phải mất nhiều thời gian để làm quen lại với con với diện mạo mới không? Kiểu gì cũng sẽ phải quen thôi ạ. Mẹ đẹp rồi, con phải quen với điều đó đi nha. Trong cái gương mặt thay đổi của em hài lòng nhất là mũi ạ. Mũi mà răng, ngày xưa em cười đâu có răng đâu, giờ em cười rất là tươi luôn, em tự tin em cười. Mà mũi nữa, mũi thì ngày xưa tẹt mà nó không có sống mũi luôn, mà bây giờ nó được như này, mọi người nhìn thấy không, rất là đẹp. Nên là em rất là ưng. Điều sắp tới khi mà về nhà, em sẽ muốn là khoe cái gương mặt xinh đẹp của em với tất cả mọi người. Và thưa quý vị, có thể là các bác sĩ của chúng ta xem những ca phẫu thuật phức tạp với thời gian ngắn là những thách thức chuyên môn. Nhưng đối với chúng tôi, đó là những món quà kỳ diệu. Và cảm ơn các bác sĩ với tâm sức của mình. Và một lần nữa thì xin chúc cho Nguyễn Thị Hằng không chỉ là giấc mơ chụp hình với các con, mà sau này tất cả những khoảnh khắc cuộc đời của Hằng và các con cùng gia đình sẽ luôn luôn có nhau với nụ cười rạng rỡ nhất,
hoàn hảo nhất, tự tin nhất. Chúc bạn có một cuộc đời thật an lành và hạnh phúc. Lúc mà được chọn trang phục để tỏa sáng ạ, vào đấy em ngắm là em ưng cái bộ này liền. Em ưng và em tin chị stylist là chị ơi cho em mặc thử đi, chị không cho em năn nỉ mà. Chị cho em mặc thử đi. Rồi cuối cùng chị cho em mặc thử xong rồi sau đấy là thử thêm hai cái nữa, nhưng mà chị bảo em mặc cái đầu tiên đẹp đấy, chính là cái này, nên là em càng tự tin hơn ấy, khoe được cái đằng sau lưng của em ấy. Nên mà mỗi khi mà lên trên sân khấu ấy, cái lúc mà con em đứng ở dưới nó mân mê cái váy nó thích ấy, nên mình cảm giác là bé cũng thích cái kiểu như này á. Cái điều mà Hằng thể hiện ngày hôm nay cho chúng tôi thấy rằng là Hằng đã rất tự tin và có thể bước ra ngoài cuộc sống bằng cái sự thể hiện chính bản thân mình. Tôi tin rằng là Hằng sẽ có những cái trải nghiệm tốt trong cuộc sống trong tương lai, và bạn ấy có thể tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình mà không phải dựa dẫm vào những cái yếu tố nào khác. Một tràng vỗ tay thật lớn cho sự thành công về diện mạo được thay đổi từ Nguyễn Thị Hằng đến từ Bắc Ninh, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau chụp tấm ảnh đầu tiên nha. Cười thật tươi nào. Như vậy ước nguyện về bức ảnh đầu tiên của ba mẹ con Hằng đã được thực hiện. Ẩn hiện trong đó có nụ cười và cả nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Điều đó liệu có dành cho cô gái đến từ Huế Phan Thị Phúc hay không? Tại vì sao cũng chính anh cười em mà, đâu phải là em bắt buộc anh cười đâu. Anh tự cô gái bé nhỏ này ngay từ vòng tuyển chọn của hành trình lột xác mùa năm đã để lại ấn tượng cho ban giám khảo, cũng như truyền cảm hứng rất lớn tới khán giả bởi hình ảnh một người mẹ, người vợ lạc quan, bản lĩnh đối mặt với những sóng gió xảy ra trong cuộc đời mình. Vậy hẳn Phan Thị Phúc sẽ xứng đáng với một kết thúc có hậu. Hãy đón xem hành trình lột xác tập 19 vào tuần sau. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.